Sa-ve
ิสุมเอตังปะคะวะตาปารานัสสิยังอิสิปัตตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวาติตังอาปฏิวาติยังสัมมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมิUm manam evanam satan sutava chaturajika deva sadhamano sarve sumcha tuharajika nam evanam satan sutava kavatim sadeva sadhamano sarve sumcha tuharajika nam evanam satan sutava yama deva sadhamano sarve sumyama nam evanam satan sutava dusita deva sadhamano sarve sundusita nam evanam satan sutava nimmana rati deva sadhamano sarve sum nimmana rati nam evanam satan sutava paranimmita vasavati deva sadhamano sarve sum paranimmita vasavati nam evanam satan sutava brahmakayika deva sadhamano sarve sum etam bhagavata paranasiyam isipatane mikathaye anuvataram ธัมมจักขัง ปวาตติตัง อาปฏิวาตติยัง สัมมเนนะ วา ภรรมเนนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา ภรรมมุนา วา เกณ ติ วา โลกัสสมินติ Iti hatena kanena tena muhutena yava brahma loka sato apukha chi ayantata sasahasi lokata dusamkampi sampavedi apama nolo opaso ke paraho si ati kamme wa devanam devanupavan atha bhagavanam utane si anja sivata pokonthanyo ti iti hitam aya samato kontanya sa anya kontanyo tavevanam aho siddhi Dạ, Nam Mô Bất Thái Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bất Thái Thâm Má trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tôn được tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 18, con nhà tông,
phần 1 sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kinh kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Chúng con kinh kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, và để tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Từ Si Từ Bi dẫn nhập Pháp Thoại ngày hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Hóa Đăng, cùng chư tôn đức ở trong rung. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Ở Bình Sư xuất cao độ, các vị đệ tử Phật, đừng nói chi là cái hàng xuất gia, nghe gia cư sĩ vẫn có những tục danh đệ tử của Đức Phật. Vẫn có thể tìm lưu về chính mặc dù so với đạo sư các vị đại thinh văn thượng thủ thì không có, nhưng mà thấy rằng thời Đức tại thế đã có những nam nữ tu sĩ phải là thường cái tư tưởng chánh pháp mà vị đã được hấp thụ từ nơi Đức Phật. Trang bị cho vị đó một cái kiến thức căn bản về chân lý, và thường thì đối với các vị thánh cư sĩ đó thì người ta nói con nhà công không giống lông cũng giống cánh,
bên Thi Tổ từ xưa, Thi Tổ Quan Hỷ còn biết lời trung trung, không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Thi Tổ Quan Hỷ trở lại. Không biết Thi Tổ từ xưa, Thi Tổ Quan Hỷ còn biết lời gì? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, đã nghe được. Dạ, nghe được từ xưa. Câu chuyện thứ hai nói đến Tỳ Kheo Ni Thammadina, và câu chuyện thứ ba là nói về nữ Tỳ Hòa Hậu Samati Vati nàng Khuchutara. Đó là những nữ nhân mà có cái khẩu khí về chánh pháp, mà đã giúp cho cái công cụ quần pháp của Đức Phật nó càng tươi sáng hơn khi mà người ta nhìn vào đệ tử, là người ta biết là bậc thầy là như thế nào. Chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Chất Đẳng giảng giải ba câu chuyện này. Và bây giờ thì xin mời cô Tịnh Hạnh đọc từ chánh văn. Nam mô Phật Thầy. Sure. Dạ, bạch thưa thầy siêu, trước khi cô Tịnh Hạnh hãy chờ một chút xíu. Bạch thưa thầy siêu, trước khi mà mình đọc bài đó, và xin thỉnh thưa thầy Quang Hỷ giải thích một điều, rồi chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay, là có những trường hợp những đệ tử Phật già có, trẻ có, nam có, nữ có, chỉ gặp Phật, nghe Đức Phật giảng một câu thôi, một bài kinh thôi, và chứng quả tu đầu Phật, chứng sơ quả. Nhưng mà vị này đã thành tựu cái niềm tin trọn vẹn ở Tam Bảo. Điều này đối với nhiều người tương đối hơi khó hiểu, là thí dụ như mình muốn thành tựu cái niềm tin trọn vẹn, mình phải học nhiều, phải nghe nhiều, phải hiểu nhiều. Nhưng mà tại sao một cái vị mà chỉ nghe pháp một buổi chứng sơ đạo mà lại có thể thành tựu niềm tin hoàn toàn không bị sai lạc, và nói một cách rất là chuẩn xác về chính pháp như vậy? Thì trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, Thượng Tọa có thể nói thêm một chút về điều này không? Kính thỉnh Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, vấn đề này cũng không phải là khó hiểu. Chúng tôi muốn trình bày với quý vị hai điểm. Thứ nhất là những người mà họ có khả năng vừa nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là nói lên một câu chuyện bổn sanh, hoặc là thuyết lên một bài kệ, là họ đã chứng được đạo quả. Mà thấp nhất là đạo quả tu được vườn. Thì đạo quả tu được vườn là vị ấy thành tựu được cái lòng tin. Và cái điều thứ hai đó, cái điều thứ nhất chúng tôi cũng nói thêm như thế này, là vì những chúng sinh này ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại thì chúng ta thấy rằng họ không có học giáo pháp, họ không gì cả. Nhưng mà tại sao mới nghe pháp xong một bài kệ như vậy mà họ đã thành tựu cái lòng tin bất thối đối với Đức Phật? Thì chúng ta nên biết rằng ở trong đời quá khứ, họ đã từng được nghe chánh pháp từ nơi các vị Phật, trong thời kỳ các vị Phật. Họ đã thực hành và bổ túc pháp Ba La Mật viên mãn rồi, đầy đủ. Cho nên mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng.
giống như là một ly nước gần đầy thì một vài giọt nước là đã đầy, đã sẽ tràn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đấy là đối với chúng ta phàm phu, cái đức tin của chúng ta là một cái đức tin dựa vào cái kiến văn hay là cái trí văn. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta học hỏi, suy luận, so sánh, rồi dần dần chúng ta mới có được cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng. Cái niềm tin đó, đó nó phát sanh lên, nó khác hơn là cái niềm tin của một cái vị thánh đệ tử, một vị thánh đệ tử Ariya Savaka. Cái niềm tin của vị đó là gì? Là sau khi với cái trí tuệ trực giác, vị đó đã thấu hiểu, đã quán triệt cái chân lý, thì khi mà đạt đến cái trình độ đó là tự nhiên vị này sẽ thấy rằng ai đã dẫn lối cho mình đạt đến cái tri kiến như vậy, cái hiểu như vậy. Nói đến đây thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chưa phải là bậc thánh, cho nên chúng ta chưa có cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà đối với ai dùng trí tư suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy rõ lắm. Khi mà vị đó đã giác ngộ được chân lý, đã chứng nghiệm được đạo quả, phiền não đã đoạn trừ. Mà một người đã đoạn trừ 3 kiết sử hoặc 5 kiết sử chỉ là bậc hữu học thôi. Nhưng mà với cái tâm trạng của một người sau khi nghe pháp Đức Phật mà đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, hay là diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì thưa quý vị, cái niềm tin của họ khởi lên đối với Phật pháp tăng đặc biệt vô cùng. Chúng ta khởi lên cái lòng tin, một là Rupa Pamarika, tức là chúng ta khởi lên cái niềm tin do thấy được sắc tướng của Đức Phật hay là của vị chư vị đệ tử thánh nữ Đức Phật, hoặc là do Khua Sapamanika khởi lên cái lòng tin là nhờ cái sự nghe pháp, nghe hoài chúng ta mới hiểu, chúng ta mới cảm nhận được cái sự đặc biệt của giáo pháp. Và thứ ba đó, lưu khắp America, tức là chúng ta ước lượng bằng cái niềm tin, do ước lượng bằng cái hình ảnh thanh hạnh của Đức Phật và của các vị đệ tử của Đức Phật sống thanh hạnh, từ bỏ, từ khước, thì chúng ta khởi lên cái lòng tin. Nhưng mà cái lòng tin như vậy nó đòi hỏi phải có cái sự dai dẳng, lâu dài. Và mặc dù lâu dài mới có được cái niềm tin đó, nhưng mà niềm tin phạm phu chúng ta thì
nó dễ bị dao động. Nhưng mà đối với vị thánh đệ tử hữu học có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp thì vị đó là do khởi lên pháp gọi là thâm mắc pamalika pasana, tức là cái lòng tịnh tính do y cứ vào pháp giác ngộ được pháp. Như ở trong kinh mô tả, thanh niên giác xá hoặc là có những chàng thanh niên khác, khi Đức Thế Tôn vừa chấm dứt pháp thoại thì họ đã khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Họ biết rằng dân tham măng sa mô đê dân sát bạch tăng niê rô thăng, phàm pháp gì có tính tập khởi, tức là có nhân sanh, thời pháp ấy, tất cả pháp ấy đều phải hoại diệt. Người ta thấy rõ, rõ như vậy. Và khi đã thấy rõ được pháp, đã chứng nghiệm được pháp thì cái niềm tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với tăng chúng, cái niềm tin đó là xác thực và kiên cố. Cho nên ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hai điểm để trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, với lời dẫn nhập vừa rồi, bây giờ thì xin mời quý tình hạnh Khoa Kỳ đọc cho bài học ngày hôm nay. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài này. Xin hỏi cô, tình hạnh có mặt ở trước máy không? Chúng tôi xin được dạ mời cô tình hạnh. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Con xin phép đọc bài. Môn học Phật Pháp Cơ Bản, phần 1, Đức Phật, bài 18, Con Nhà Tông, phần 1. Đức Thế Tôn ra đời, mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được chuyển hóa sự kỳ diệu, có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoàn hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Những giai thoại về các đệ tử Phật cho thấy sự vô úy khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường. Tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạng cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tính cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác. Trung ngôn mà không nghịch nhĩ, những lời nói đẹp không nhất thiết thuận tai. Đối với một xã hội có quá nhiều tập quán tín ngưỡng lâu đời thì đa số những hành trì thuộc giới cấm thủ hay là những hủ tục duy trì bởi niềm tin mù quáng. Mặc dù vậy, vì được phần đông trong xã hội chấp nhận và trân trọng nên người ta vẫn thường tin vào những gì xưa bài nay làm là chân lý. Những lời nói thẳng về sự vô bổ của các lời thói tín ngưỡng dân gian thường tạo nên va chạm lớn trong xã hội. Bundika là một thiếu nữ thuộc giai cấp cùng đinh, lại dám nói với một vị bà la môn về nghi thức tắc tịnh bằng cách tắm sông thiên. Sự thấp kém về giai cấp, giới tính cộng thêm sự va chạm nặng với một sự cộng thêm sự va chạm nặng với một tính lý tôn giáo cố hữu, quả thật không dễ dàng để một thiếu nữ tầm thường phê phán. Nhưng là đệ tử Phật, lại là một bạch thật, lại là một bậc thánh sơ quả, Bunika đã khẳng khái nói lên sự thật. Lời nói thật ấy lại có một hiệu năng hóa nhiệm màu. Bài kinh sau đây
thuật lại câu chuyện thiếu nữ xuất thân cùng đinh đã cảm hóa vị Bà La Môn đang thực hành tác lý tắc tịnh bằng nước sông. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sawatthi trong một gia đình ông Anathapindika cấp cô độc. Con gái của một người nô lệ, nàng chứng được quả dự lưu khi nghe kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ Kinh, kinh số 11-22. Về sau, sau khi nàng hóa độ được Bà La Môn, tin tưởng nhờ nước làm cho thanh tịnh. Hỡi Bà La Môn, ngươi sợ hãi vì ai? Luôn luôn xuống dòng nước, tay chân run cầm cập, ngươi phải chịu cảm thọ, rét lạnh quá độ vậy. Và nàng có biết chân, hỡi này Munika, sao nàng lại đến hỏi vì làm các nghiệp lành, vì đã chặn đứng lại các nghiệp ác bất thiện. Vì ấy già hay trẻ, làm các nghiệp ác độc, người ấy nhờ rảy nước, được giải thoát ác nghiệp. Ai nói với ngươi vậy, kẻ ngu với kẻ ngu, người tin nhờ rảy nước, được giải thoát ác nghiệp. Tất cả những ếch rùa sẽ được lên cõi trời, cùng các rắn cá sấu và các thủy khác vậy. Kẻ giết bò, giết heo, kẻ đánh cá, sanh thú, các kẻ cướp giết người, các người làm ác khác, họ nhờ có rảy nước có thể thoát ác nghiệp. Nếu những con sông này có thể làm trôi mất ác nghiệp xưa ngươi làm, chúng cũng làm trôi luôn các thiện nghiệp ngươi làm, khiến ngươi thành rỗng không. Thậm chí vì cái gì ngươi sợ phải xuống nước, cái ấy chớ có làm, chớ để lạnh hại da. Ta đi theo tà đạo, nàng ta thánh đạo, thưa nàng ta cho nàng cái áo thấm nước này. Ngươi giữ cái áo lại, ta không muốn cái áo, nếu ngươi sợ đau khổ, nếu ngươi không thích khổ. Chớ làm các điều ác, công khai hay kín đáo, nếu ngươi làm sẽ làm các điều ác nghiệp. Ngươi không thoát đau khổ, dầu thấy đến ngươi chạy, nếu ngươi sợ đau khổ, không ưa thích đau khổ, hãy đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, hãy chấp nhận giới luật, ngươi sẽ được lợi ích. Ta đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, ta chấp nhận giới luật, ta sẽ được lợi ích. Trước ta là bà con với tộc họ Phạm Thiên, nay ta là Phạm Chí, chân thật là như vậy, ta chứng ngộ ba minh, đầy đủ trí vệ đà, an ổn đến với ta, tâm tư được gột sạch. Vì Bà La Môn quy y và thọ năm giới, về sau được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, trở thành một thiện nam và xuất gia, nhờ tinh cần tu tập, không bao lâu chứng được ba minh và nghĩ đến quả chứng của mình nói lên bài kệ này. Và được sự cho phép của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ và xuất gia. Về sau nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng quả A-la-hán. Trích Trưởng lão Ni Kệ LXV Bunika Theri 146, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Biết rằng ai độ ai đây? Khi chánh pháp lan tỏa trong trần gian có những hình ảnh rất lạ. Người thế gian thường nhận định mọi việc theo giá trị rất đời. Phải thấy được diệu năng của chánh pháp mới có thể nhận ra những cái đẹp vượt ngoài cái nhìn thường tình. Ngay cả mãi đến ngày nay, tại những vùng đất có hạt bồ đề gieo trồng, thì không hẳn mọi việc đều được đón nhận dựa trên giá trị của đạo chân thực. Thammadina là một phu nhân trong gia đình quý tộc đến với Phật Pháp do người chồng sau này lại là người giảng dạy đạo lý cho người đã tạo duyên tu tập ban đầu. Từ vị thế một người vợ, khi thấy chồng không còn mặn nồng vì đã chứng thánh quả, Thammadina không cho con đường bước sang thuyền khác mà xuất gia trở thành một tỳ kheo ni lõi lạc. Sau này chính Visakha, nguyên là người chồng, người thầy đã đến để hỏi đạo cao siêu. Những lời thăm sâu của vị thánh ni sau đó đã được Đức Thế Tôn chuẩn thuận. Câu chuyện sau đây ghi lại một hình ảnh rất ngược đời nhưng đẹp đạo. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở Rajagaha Vương Xá và trở thành vợ của Quý Sa Khá, một người có địa vị trong xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứng được quả bất lai. Khi Quý Sa Khá về,
Thammadina đưa tay ra đỡ chồng lên ghế, nhưng người chồng không nắm tay và không nói với nàng trong bữa ăn chiều. Nàng hỏi chồng duyên cớ, người chồng nói không phải vì lỗi gì của nàng, nhưng nay đã hiểu được chánh pháp nên không còn những cử chỉ như trước nữa. Người chồng trả lời tự do cho người chồng trả tự do cho nàng, một là ở lại gia đình người chồng, hai là lấy tiền bạc rồi về lại gia đình cha mẹ. Nhưng nàng không chịu và xin được xuất gia. Visakha đưa nàng đến các tỷ kheo ni trong một chiếc kiệu vàng, được cho phép xuất gia. Nàng xin sống nhập thất, không muốn sống chung đụng ồn ào, và đi đến một tinh xá ở làng. Tại đấy, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế ngự thân, miệng, ý, chứng được quả A-la-hán với tú vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về Rajagaha, vương xá, với các tỷ kheo ni. Visakha, chồng cũ của nàng, đến hỏi pháp. Nàng như đã được diễn tả trong kinh Tiểu Quê Đanh Lá, ME299, nàng trả lời rất rõ ràng, đúng đắn các câu hỏi của Visakha và được Đức Phật tán thán. Nàng trở thành thuyết pháp đệ nhất trong các hàng tỷ kheo ni, trong khi nàng ở lại một tinh xá ở làng, và nàng nói lên bài kệ này. Trong ai lòng ước muốn đạt được quả vô sanh, được sanh khởi tỏa rộng, đầy tràn cả tâm ý, tâm không bị trói buộc trong các dục chi phối, vị ấy được tên gọi là bậc vào dòng trên. Trích Trưởng lão Ni Kệ 12 Thammadina Theri 124, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Những điều khiến thay đổi không ngờ, đi vào cảnh giới của đạo là phải nói đến tâm thuật. Một nữ tỳ của hoàng hậu thường ăn bớt tiền mua hoa hàng ngày, tự nhiên một bữa kia thay đổi bất ngờ. Nguyên nhân vì được nghe Phật pháp và chứng sơ đạo. Vị hoàng hậu không những cảm kích hiệu năng của chánh pháp mà còn làm một pháp tòa để mời người nữ tỳ đăng đàn trùng tuyên những gì đã được Phật dạy. Tỳ nữ Khuchuttara vốn ngoại hình xấu và tâm cũng xấu, nhưng do lãnh hội Phật pháp đã chuyển hóa chính mình và tất cả người chung quanh mình. Mặc dù đa số khi nói về sự nhiệm màu của tôn giáo thường nói về phép lạ hơn là sự chuyển hóa bằng giáo dục, Đức Phật đã cho cuộc đời cái nhìn khác hơn. Chính sự giáo dục chân chánh khiến tâm thức hướng thượng, hướng thiện, đó mà một thứ thần lực nhiệm màu. Dưới đây là trích một đoạn trong tựa của bản dịch kinh Phật thuyết như vậy, Intiquitaka, tuy cô động nhưng nói về một con người đáng nhớ. Tập kinh Phật thuyết như vậy, Intiquitaka thuộc tiểu bộ kinh Daka Nikaya, là một tập hợp 112 bài kinh ngắn có tựa đề bắt nguồn từ câu Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Intiquitam. Tập kinh chia thành 4 chương, chương 1 pháp, chương 2 pháp, chương 3 pháp và chương 4 pháp. Tập kinh này do một vị nữ cư sĩ tên là Khuchuttara kết hợp sau khi thuật lại các lời giảng của Đức Phật cho hoàng hậu Samawati và các cung nữ khác của vua Udena xứ Kosambi. Hoàng hậu không thể rời hoàng cung cho đến nơi Phật ngự nghe Phật thuyết giảng, cho nên hoàng hậu sai bà Khuchuttara đi nghe thuyết giảng, ghi nhớ rồi trở về hoàng cung để thuật lời cho bà và 500 vị cung phi khác nghe. Bà Khuchuttara có trí nhớ lạ thường và rất thông minh, khéo giảng pháp, nên Đức Phật đã từng khen ngợi rằng bà là vị đệ nhất thanh văn trong hàng nữ đệ tử cư sĩ Tăng Chi Bộ 114. Bà cũng là một vị thầy tài giỏi để hướng dẫn hoàng hậu và các cung phi khác trong việc hành trì chánh pháp. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Cảm ơn cô, tôi được thành hạnh. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Kính đến lễ thịt tự tội siêu, đến lễ chư tôn đức.
Xin chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý vị, chúng ta khởi đầu một loạt bốn bài nói về những đệ tử Phật. Nam có, nữ có, xuất gia có, cư sĩ có. Những vị này xuất thân từ nhiều giai cấp khác nhau và có nhiều cái sự thành tựu khác nhau trên con đường tu tập. Mặc dù chúng ta đang học một bài về cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà thưa quý vị, nói về Đức Phật mà không nói về các đệ tử của Phật thì thật ra chúng ta chưa thể cảm nhận một cách trọn vẹn cái hiệu năng của sự khoan khóa mà Đức Ngài mang lại cho cuộc đời. Có đọc về cuộc đời của những đệ tử Phật thì chúng ta sẽ cảm nhận chánh pháp như là mưa. Khi mà mưa rơi xuống đất thì không có phân biệt là chỗ nào sạch, chỗ nào dơ, chỗ nào sang, chỗ nào hèn, mà tất cả cây cỏ đều được hưởng nhận như nhau. Đức Thế Tôn đem chánh pháp với thế gian này, ở trong đó có một cái tính cách bình đẳng tuyệt đối. Trước nhất là chúng ta đọc về các đệ tử Phật, có thể là một công nương xuất thân cao quý như là những công nương dòng Thích Ca, có thể là một kỹ nữ như Pudini hay là Ampapali, có thể là một Bà La Môn rất trí thức giá như là Mahakassapa, có là một tướng cướp với tay đầy máu như là Angulimala. Tất cả đều đã bước qua ngưỡng cửa giác ngộ giải thoát, và khi họ thành tựu tuệ giác chánh trí thì thưa quý vị, xuất thân không phải là vấn đề, quá khứ không phải là vấn đề, và chúng ta phải học điều này để thấy được cái mới, để thấy được cái đẹp, để thấy được sự kỳ diệu của chánh pháp. Và từ chỗ đó đó, chúng ta xác nhận được cái giá trị của lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng phải là tất cả chúng ta đều vương mang quá khứ. Chúng ta thường mặc cảm về quá khứ của mình. Mình là người nghèo, thậm chí mình là một người đã có tội lỗi, hay là mình không có học vị cao, mình thế này thế khác. Nhưng mà thưa quý vị, cái ánh sáng của chánh pháp một khi soi rọi nội tâm của chúng ta rồi thì những cái giá trị của xã hội nó trở nên mờ nhạt và nó không quan trọng nữa, trái lại cho chúng ta những điều rất là đẹp. Như chúng tôi nói rằng có bốn bài học về những đệ tử Phật. Thật ra thì bốn bài này không thấm vào đâu so với không biết bao nhiêu là hình ảnh những nam nữ cư sĩ, nam nữ tu sĩ được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta chỉ chọn một cách rất là đặc trưng, và qua những cái hình ảnh đặc trưng này chúng ta thấm thía câu nói là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Và điều đó là cũng là điều mà chúng tôi chọn làm tựa đề cho loạt bài này. Bởi vì sao vậy? Những vị này đã thể hiện sự siêu việt, sự vượt thoát và sự kỳ diệu ở một cái nền tảng mà chúng ta gọi là nền tảng của sự giáo dục. Con người được chuyển hóa không phải vì tuân theo mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh của thần linh, không phải vì sợ, không phải vì ham muốn, mà ở đây là được nghe những điều cao đẹp, và từ những điều cao đẹp đó đã chuyển hóa, một sự chuyển hóa cùng tận của tâm thức trở thành những bậc thánh. Và thưa quý vị, chánh pháp ở đây là cái gì đó giống như là ánh sáng soi vào bóng tối, giống như cái gì bị úp lại, bị được lật ra, giống như là
một người mù mà mắt được sáng. Điều này đã trở thành một cái nền tảng muôn đời của nhân loại. Thế giới này được đẹp hơn, tốt hơn, không phải là vì chúng ta giàu hơn, mà chúng ta có được một cái nền giáo dục tốt hơn. Ngày nay khắp cả thế giới này đều được khẳng định rằng chính sự giáo dục không phải chỉ thay đổi con người mà thay đổi cả một đất nước. Chính sự giáo dục, mà sự giáo dục đó do mỗi cá nhân hấp thụ và tự thay đổi. Ai có thể thay đổi chúng ta bằng sự giáo dục hết? Và nếu chúng ta hiểu Phật Pháp là một con đường giáo dục, thì chúng ta sẽ thấm thía là tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng có những cái thần thông như là biến hóa thần thông, tha tâm thông, nhưng mà giáo hóa thần thông, tức là cái năng lực của giáo dục, Đức Phật Ngài xem là một thần thông, là một sự nhiễm màu. Ngày hôm nay thưa quý vị, bài học thứ nhất trong loạt 4 bài mà chúng ta nói về con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh đó, thì bài đầu tiên này chúng ta đặc biệt giới thiệu về hình ảnh của những bậc nữ lưu. Không biết là chúng ta gọi chữ nữ lưu có phản cảm với nhiều người hay không, nhưng mà chúng tôi nói như vậy là những người nữ này họ vốn không được xem trọng về trí tuệ, trình độ ở trong xã hội Ấn. Một xã hội mà người phụ nữ sống ở trong nhà, một xã hội mà giống như Việt Nam chúng ta thời xưa, người nữ không được hấp thụ một nền giáo dục ưu đãi như là người nam. Và còn hơn thế nữa là những phụ nữ này đôi khi đã bản thân là một phụ nữ là chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội rồi, mà lại xuất thân từ giai cấp thấp, có thể là một tỳ nữ, có thể là một nô tỳ, xuất thân từ giai cấp cùng đích. Nhưng mà thưa quý vị, những người này không phải do tranh đấu để bình đẳng. Những người này không phải là vì họ đã đem cái sắc đẹp của mình để chiếm một cái địa vị nào đó. Mà thưa quý vị, những người này họ đi qua một cái con đường khác mà hình như có rất ít những gì được ghi trong lịch sử nhân loại mà đã có những người phụ nữ khai phóng chính mình bằng tuệ giác. Và khi tiếp nhận Phật Pháp đi vào trong cuộc sống rồi đó, thì đời sống người này thay đổi hẳn và tạo cho chúng ta những hình ảnh rất là kỳ thú. Những hình ảnh mà chúng ta không bao giờ tưởng được là có thể xảy ra ở trong một cái xã hội mang nặng những cái hủ tục, mang nặng những cái định kiến về tín ngưỡng, về tôn giáo, về triết lý, về giới tính như là xã hội Ấn Độ. Và ba câu chuyện mà chúng ta đi qua ngày hôm nay được bắt đầu với câu chuyện về một thiếu nữ thuộc giai cấp cùng đích, chúng ta gọi là giai cấp Chiên Đà La, và nàng lại là một càng có một điều may mắn là tuy là xuất thân về giai cấp thấp nhưng mà lại làm việc làm công ở trong nhà của ông Cốc Cô Độc. Ông Cốc Cô Độc là một đệ tử Phật, là một con người hào sảng, là một con người rộng rãi đối với tất cả mọi người. Cô làm công ở trong nhà ông Cốc Cô Độc hưởng được rất là nhiều sự đối đãi tử tế, không có bị mắc làm lụng lao khổ như là những ngôi nhà khác, và được đối xử như thật sự là một con người chứ không phải là một người nô lệ. Và khi mà Đức Phật Ngài giảng pháp thì thưa quý vị, có một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong nhà ông Cốc Cô Độc là bình thường á, thì ông Cốc Cô Độc có con, có cháu, có người làm công, nhưng mà khi làm phước á, thì mọi người đều có phần để làm phước. Và làm phước khi mà nghe pháp thì mọi người cũng được giữ phần nghe pháp. Không phải nói rằng nếu Phật thuyết pháp rồi thì chỉ có ông Cốc Cô Độc hay là con Cốc Cô Độc được nghe pháp, mà những người làm công không được nghe. Hình ảnh nó thật sự rất là quý hiếm, rất là đẹp.
Bởi vì bản thân là một đệ tử của Đức Phật, và bản thân lại là một vị thánh tu đạo quần. Ông Cốc Cô Độc hiểu rằng những sự khác biệt về giai cấp, về xuất thân, về giàu nghèo, nó không nên là những rào cản để con người tiến hóa về tinh thần, con người có những thành tựu về tuệ giác. Do vậy mọi người được nghe. Và Punika là một người thuộc giai cấp cùng đỉnh, như là rất là may mắn, là một thiếu nữ làm công trong một gia đình mà người chủ gia đình rất là nhiều đạo tông. Thì thưa quý vị, khi cô nghe Đức Phật ngài giảng về kinh Sư Tử Khóc ở trong Trung Bộ Kinh, thì nàng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Thực ra cuộc đời của nàng mặc dù xuất thân rất tầm thường, nhưng mà lại có một trình đặc biệt rất là thú vị trên con đường đạo. Có một lần nàng đi ra sông để lấy nước, thì thưa quý vị, gặp một vị Bà La Môn. Chúng ta phải nói như thế này để chúng ta có thể có được cái cảm khái thật sự từ cái câu chuyện mà quý vị thấy. Ngày hôm nay nếu quý Phật tử mà đọc về tin tức COVID ở tại Ấn Độ, thì người ta có thể là khen, có thể là chê, hoặc có thể chỉ ghi nhận thôi, là phóng sự của báo chí về hình ảnh của hàng triệu người bất chấp COVID đã đổ xô xuống sông Hằng để tắm nước của dòng sông Thiên. Và dĩ nhiên không phải chỉ ở tại Varanasi, và không phải cứ sông Hằng, mà có thể là sông Yamuna, sông Brahmaputra. Nhưng mà ở tại Ấn Độ, trong cái tín ngưỡng của Bà La Môn, họ tin rằng dòng sông Hằng là suối tóc của nàng Sita, là vợ của Thượng Đế Vishnu. Họ tin rằng đó là dòng sông Thiên. Họ thờ lửa, nhưng mà rồi họ cũng tắm với tịnh thủy. Tịnh thủy ở đây là nước sông, nước sông Thiên. Mà họ tin rằng tắm như vậy đó sẽ tẩy sạch những cái ác nghiệp, và nhờ như vậy được thanh tịnh. Và cái đức tín ngưỡng này không phải chỉ có thời Đức Phật tại thế, mà trước đó không biết bao nhiêu thế kỷ, chuyện đó đã có xảy ra rất lớn độ. Và không phải đã chấm dứt khi Đức Phật ngài ra đời. Mặc dù từ Đức Thế Tôn ra đời tới 1700 năm sau đó, thì điều này đã thay đổi rất nhiều khi mà Phật Pháp được phổ cập sắp khắp bán đảo Ấn Độ. Nhưng rồi khi Phật Pháp biến mất, thì thưa quý vị, hủ tục sẽ trở về với hủ tục. Ngày hôm nay cũng như từ ngàn xưa, chúng ta hãy thấy rằng cả không biết bao nhiêu triệu người họ về lại cái dòng sông Thiên, đặc biệt là sông Hằng, để tắm, và có thể tắm trong mùa đông, tắm trong sự lạnh giá run rẩy. Nhưng mà họ đến đó bằng một niềm tin rất là mạnh mẽ. Thậm chí có người nói rằng ở trong cuộc đời mà được xuống tắm và chết, và cái tro cốt của mình được rải xuống sông Hằng, là một điều đại diệm phúc. Họ xem giống như là một ân huệ lớn, một diệm phúc lớn, bởi vì họ được thanh tịnh giải thoát hoàn toàn. Punika đã tự mình mục kích và nhìn thấy một Bà La Môn cũng trong gia tộc Pharadwaja. Ông này xuống sông tắm, và có lẽ đó là một ngày vào mùa đông, vừa tắm vừa lạnh. Và theo phong tục bây giờ thì ông đã mặc đồ quần áo, như vậy ông xuống, ông ngâm mình xuống nước. Nếu quý vị nào mà có dịp đi Ấn Độ sang sông Hằng, thì thấy rằng người ta đến bờ sông rồi họ xuống, họ chắp tay lên hướng về phía mặt trời mọc, hướng về hướng đông, và tụng một câu kinh, thường là một ca tha ở trong phệ đà. Rồi sau đó họ dùng hai cái bàn tay họ bụng nước, họ đưa lên trên mặt. Và sau một câu chú thì bắt đầu họ lặn xuống. Và họ tin như vậy là một cách tẩy tịnh, hay là một cách thanh tịnh hóa nội tâm.
Thì thưa quý vị, chúng tôi kính nguyên văn của một bài kinh ở trong Trưởng Lão Ni Kệ, do đó chúng tôi không có sửa kỹ về đoạn này. Ở trong đó quý vị nên hiểu rằng một bài kệ là do thuật lại cái lời của thằng Punika, còn một bài kệ thuật lại câu chuyện, cái câu trả lời đó của vị Tỳ Kheo. Nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ sẽ hiểu rằng thường là chúng ta ra ngoài đường á, chỉ nhìn vào người thôi thì chúng ta nhận ra đó là người trong giai cấp hạ tiền hay giai cấp cao quý. Về việc này chúng tôi có dịp chúng tôi sẽ đề cập đến. Có nghĩa là khi mình gặp một người đi trên con đường thì cái y phục, cái màu da và cái cử chỉ thái độ đó thì biết ngay người đó từ giai cấp thấp. Và ở đây là một hình ảnh của một thiếu nữ. Thường là những người mà gọi là phụ nữ ở tại Ấn Độ đó, khi mà gặp những người đàn ông trí thức thuộc giai cấp cao hơn, thì thưa quý vị, người ta rất là khúm núm e dè lắm. Ở đây Punika là một thiếu nữ lại thuộc giai cấp cùng đích, tay bưng cái ghè nước đi làm một công việc cực nhọc, đó là lấy nước ngoài sông. Thế nhưng mà khi gặp Bà La Môn Pararacha, nàng không hề sợ hãi mà lại nói lên lời nói rằng tại sao ông là tấm, ông giữa mùa đông này run rẩy như vậy. Thì Bà La Môn này cho biết rằng cô đâu có biết cái gì đâu, đây là một cái hình thức, đây là một sự thực hành làm thanh tịnh hóa nội tâm, chẳng những tẩy sạch phiền não mà còn tẩy sạch các cái ác nghiệp được. Thì Punika, thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là một thiếu nữ, lại là một thiếu nữ trẻ, lại là một thiếu nữ trẻ xuất thân từ giai cấp hạ tiện, đối diện với một vị Bà La Môn danh tiếng. Một vị Bà La Môn đã là đàn ông rồi mà trong sinh trong cấp cao mà lại được gọi là trí thức rồi. Nhưng mà nàng lại nói một điều như vậy. Thật ra thì đây là những lời được thuật lại do chính Punika sau này trong cái thể kệ. Nhưng mà nếu chúng ta đọc bằng văn xuôi thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu về nước của các dòng sông mà có thể làm những điều kỳ diệu như Bà La Môn nói đó, thì có ba chuyện. Một là tất cả những người ác đều không cần phải sợ tội lỗi, tại vì có tội lỗi qua sông, cái này không phải lỗi qua sông, có tội tắm sông là sạch hết, dù là người đó sát sanh trộm cắp tà hạnh vân vân, hãy xuống sông rồi tắm hết. Và điều thứ hai là nếu mà nước sông mà nó có thể tẩy sạch được ác nghiệp thì có cái gì bảo đảm rằng nước sông không luôn thiện nghiệp, tại vì nó tẩy sạch được ác nghiệp thì nó sẽ tẩy luôn thiện nghiệp. Thì như tất cả những cái nghiệp, cái công đức đều trôi sông trôi biển hết. Chúng ta nghe có lý chứ phải không có lý đâu. Thầy cũng nói rằng quả thật nếu nước sông mà nó linh thiêng, nó thiêng liêng, nó đổi mà nó làm những điều kỳ diệu như vậy thì tất cả những loài thủy tộc như là cá, như là rùa, như là ếch nhái, như là những loài sống dưới sông đó, thì nó đã được thăng hoa, nó đã được siêu thoát và nó đã trở thành những cái gì mà gọi là chúng ta gọi là đi vào thánh bức, trở thành cái gì đẹp. Thì thưa quý vị, Punika đã nói câu này từ trong thân phận của một thiếu nữ trẻ thuộc giai cấp cùng đích, nói với một Bà La Môn mà nguyên bác trí tuệ thuộc giai cấp cao giàu có. Nhưng điều kỳ diệu nhất là vị Bà La Môn này khi nghe như vậy không giận không phiền mà là tỉnh ngộ, một sự thức tỉnh hoàn toàn. Vị này sau đó đã quy y Tam Bảo theo lời hướng dẫn của Punika, và không phải quy y Tam Bảo trở thành một đệ tử Phật, mà vị Bà La Môn này là tiến xa hơn, là xuất gia, về sau này trở thành một vị A-la-hán với tâm mình. Đó là một sự kỳ diệu. Và thưa quý vị, trong
trong câu chuyện cũng kể lại là Bà La Môn khi mà được Buddhika khai thị đã cởi cái tấm áo ướt mà mình đang mặc để tặng. Tại ngày xưa thưa quý vị, những cái chiếc áo của những nhà giàu mặc nó tốt lắm và nó là một tài sản lớn, nhưng mà nàng không nhận. Đệ tử Phật mà, không phải là vì mình giảng pháp mà mình nhận cái lợi lộc, nàng không nhận. Và khi mà nàng Buddhika trở về nhà một cốc cô độc là việc bình thường. Sau đó thì nàng đã nói với một cốc cô độc là muốn xuất gia. Thì thưa quý vị, thân phận của những người làm công ngày xưa, chúng ta nói chỉ làm công là chúng ta nói nhẹ, nhưng mà chúng ta gọi tạm giống như ở đợ, và còn tệ hơn nữa là giống như nô lệ. Mặc dù ông cấp còn đổ sự rất là tử tế, nhưng các cô độc đã làm một việc mà đúng nghĩa đệ tử Phật. Đó là khi nghe Punika muốn xuất gia, ông rất hoan hỷ. Ông đã ủng hộ những cái tư cụ cần thiết cho người xuất gia, và Punika đã trở thành một vị tỳ kheo ni. Không lâu sau đó chứng quả A-la-hán. Chúng ta phải đọc những câu chuyện này bằng cái tâm tư rất là thoáng, đọc những câu chuyện này với sự nghiền ngẫm kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ thấy ở đó là một cái hình ảnh rất đẹp của một thời chánh pháp chuyển hóa con người, chuyển hóa tâm thức và chuyển hóa xã hội. Một người chủ vì đạo lý cao thượng đã cho một người làm công của mình đi xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo ni, mà chính bản thân của mình lui tới đảnh lễ cúng dường. Điều đó rất là đẹp, thưa quý vị. Rất khó khi chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhưng mà câu chuyện không phải dừng ở tại đây, mà chúng ta bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này nó không gọi là ly kỳ nhưng mà rất là thú vị. Đó là chuyện của Thánh Ni Thamadina. Thánh Ni Thamadina nguyên là một người đàn bà thuộc giới quý tộc, sinh ra trong một gia đình quý tộc và lấy chồng về làm dâu cũng một gia đình quý tộc khác. Thamadina với người chồng là quý xa khác, có một hôn nhân rất là viên mãn. Hai vợ chồng rất mực thương yêu với nhau. Thưa quý vị, có một lần quý xa khác đến chùa nghe pháp, và vị này chứng thánh quả, mà không phải thánh quả tầm thường đâu, mà chứng cái A-na-hàm. A-na-hàm là vị đã đoạn tận dục ái và sân. Một người mà đoạn tận dục ái và sân thì thưa quý vị, người đó không còn có cái sự ái luyến ở trong cái quan hệ nam nữ nữa. Nên khi sau khi nghe pháp trở về thì như thường lệ, Thamadina đã ra đón chồng vào với những cử chỉ rất là thân ái. Nhưng mà lần này thì quý xa khác đã không có cái cử chỉ thân ái, vợ chồng mỗi lần đi ra ngoài trở về gặp nhau. Mà Thamadina rất là ngạc nhiên hỏi chồng, hôm nay phu quân thế nào vậy? Thì quý xa khác đã đem những gì mình được nghe và kể cả cái sự chuyển hóa trong tâm thức của mình để nói cho Thamadina biết. Và sau đó thì quý sắc khác đã tâm sự rằng, bởi vì bản thân của mình đã nghe pháp, đã thành tựu quả vị giác ngộ của một vị A-na-hàm, nên không còn là một người có thể mang lại cho người vợ của mình những cái dục lạc hạnh phúc của trần gian. Và do đó quý sắc khác nói rằng, em có hai sự lựa chọn. Nếu em muốn, thì đây tiếp tục là ngôi nhà của em. Em tiếp tục là chủ nhân của ngôi nhà này. Sống với gia đình của chồng yên ấm. Chỉ có điều là chúng ta không còn có cái quan hệ vợ chồng như trước kia được. Và thứ nữa là em sẽ lấy một cái phần tài sản rất lớn ở trong nhà này để trở về với cha mẹ của mình, có thể tạo dựng một cuộc đời mới trong sự sung túc giàu có. Thì thưa quý vị,
khi người chồng Visakha đưa ra hai sự lựa chọn đó, đó thì cũng ngờ khi mà trình bày với người vợ những gì mình được nghe từ Phật Pháp, thì pháp âm đó từ Đức Phật đã đi vào tai của Visakha. Visakha là chỉ nói một cách rất là ngắn, nhưng mà lại đi vào trong tâm tư của Thammadina. Thammadina mặc dù sống ở trong đời sống của một phu nhân quý tộc, nhưng khi nghe pháp thì đó, pháp mồm đó là thấm vào trong xương trong thịt của mình, như là từ kiếp tiền thân đã hiểu rõ chánh pháp, hay là giống như một người có mắt sáng, chỉ cần một chút ánh sáng có thể thấy được cả một hình ảnh rộng lớn. Thammadina đã không lựa chọn hai con đường mà người chồng đã đề nghị với mình, mà này lại lựa chọn con đường thứ ba, là nói thôi được, nếu anh nói như vậy thì hãy cho em xuất gia. Thì thưa quý vị, Visakha không ngạc nhiên mà cảm thấy rất là trân trọng. Và vị này đã làm một điều mà chúng ta cũng tìm thấy tương tự như là vua Pasenadi đối với hoàng phi Khema, là Visakha là một chiếc kiệu rất là đẹp, được thép vàng, rất là trang trọng, để đưa người vợ của mình đến chùa trở thành tỳ kheo ni. Lý do tại sao phải làm chiếc kiệu như vậy? Tại vì đó là một sự thể hiện, là cái sự xuất gia của người vợ là do người chồng đồng thuận, hoan hỷ và tán trợ, chứ không phải đây là một người đàn bà bị chồng bỏ, hay là đây là một người đàn bà mà bất xứng và bỏ nhà đi, không phải. Và điều này nó ảnh hưởng cho đến ngày nay tại các xứ Phật giáo. Có dịp nào mà quý vị sang Ấn Độ, ở sang Miến Điện, thưa quý vị, có những người họ đi xuất, dù là nam hay nữ, được đặt trên những chiếc kiệu vàng, những kiệu rất là trang trọng, và cả làng như vậy rủ nhau đưa người này đến chùa. Một người mà ở Miến Điện có khi họ đi xuất gia đó, đôi khi nó còn long trọng hơn là một lễ cưới của chúng ta được. Quý vị nghe nhạc nhiên, có dịp nào chúng tôi sẽ kể. Nhưng mà Thammadina thì đã được đặt trên chiếc kiệu rất là cao trọng, được nhiều người hầu đưa đến chùa để xuống tóc và trở thành một vị tỳ kheo ni như tâm nguyện của mình. Thưa quý vị, vốn là một người có căn dương chín mùi và có cái đại nguyện từ trong quá khứ, sau khi xuất gia xong thì Thammadina về một ngôi làng nhỏ tu tập, nhanh chóng chứng đạo quả A-la-hán. Và không phải A-la-hán bình thường, mà một vị A-la-hán với tướng tuệ phân tích. Vị nào mà có học Phật Pháp trước đây, được nghe nói về bốn rạc thông, là cái sự thấu triệt về nghĩa, thấu triệt về pháp, thấu triệt về ngôn từ, thấu triệt về biện giải, là bốn sự thấu triệt mà một cái vị A-la-hán có. Thì vị này có đủ tất cả những điều kiện của một bậc gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vị tự giác rất là ví dụ. Thì nếu vị nào mà vào trong website đọc lại bài học này, thì quý vị sẽ thấy rằng có tấm, ở trong một tấm hình này đó, thánh ni Thammadina ngồi trên cao và người chồng ngồi ở dưới thấp. Thật ra thì ở trong Trung Bộ Kinh kể lại, Visakha đã đến đảnh lễ người vợ cũ của mình là thánh ni Thammadina và đã hỏi đạo. Cái câu chuyện này chúng tôi lấy cái tựa đề là biết ai đổ ai đây, là bởi vì như vậy, người đàn ông đó là một cái bóng mát cho Thammadina ở trong cương vị một người chồng. Đúng nghĩa là sau khi mà nghe pháp Phật trở về và chứng quả Anahama, thì chính người chồng này đã là thầy để khai tâm cho Thammadina. Nhưng mà khi Thammadina sinh xuất gia và chứng quả A-la-hán rồi đó, thì cái trình độ lại cao hơn người chồng của mình,
và ngồi ở trên cái địa vị cao hơn, cao hơn nhiều thứ, cao hơn là vì cái trình độ tu chứng, cao hơn vì là một người xuất gia. Và cư sĩ Visakha ngồi ở dưới thấp, đã đảnh lễ người vợ cũ của mình, đảnh lễ người học trò của mình, đảnh lễ một người mình đã từng gương mang bảo bọc. Thật ra hình ảnh nó cũng đẹp, nếu quý vị nhìn kỹ lại hình ảnh đó, quý vị thấy rất đẹp, rất thú vị, và rất là thú vị. Và thú vị hơn nữa là bài kinh, là cuộc vấn đáp, không phải chỉ là một cái lời thuật sơ, mà ở trong đó chúng ta biết rằng có cả một bài kinh dài. Và bài kinh này ghi lại cuộc đối đáp của hai vị. Khi mà hai vị này, một vị hỏi, một vị trả lời, cư sĩ Visakha đã hỏi về con đường giác ngộ giải thoát qua hai phương diện tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thánh Ni đã trả lời một cách rất là cặn kẽ, rất là rành mạch. Chẳng những trả lời cặn kẽ, mà đến đoạn chót, mà khi hỏi rằng Niết Bàn lấy cái gì làm tương đương, thì Thánh Ni đã trả lời một câu rằng Niết Bàn là nó vượt khỏi pháp đối đãi, không nên có cái gì tương đương. Là Niết Bàn không nằm trong sự nhận thức đối đãi nữa. Đối đãi là gì? Đối đãi là lấy cái này mà hiểu kia, lấy khổ mà hiểu cái là vui, lấy cái ác mà hiểu, lấy cái phiền não mà hiểu thanh tịnh. Nhưng mà Niết Bàn là cái gì vượt ngoài coi đó, thì Thánh Ni đã nói rằng đã đủ rồi, nên dừng lại tại đó. Và cư sĩ Visakha đã đem trọn cả cái buổi nói chuyện của mình với Thánh Ni Thamadina để tường thuật lại với Đức Phật. Và Đức Phật ngài chứng thực rằng nếu quý sa ca hỏi Như Lai thì Như Lai cũng trả lời như vậy thôi. Câu trả lời của Đức Thế Tôn là một sự chứng thực, và nó cũng là một lời tán dương cao tột của một bậc đạo sư dành cho một đệ tử. Và chúng tôi thấy rằng câu chuyện rất là hay, một hình ảnh rất là đẹp. Có khi nào mà quý Phật tử nhìn thấy một hình ảnh của một người thiện nam mà ngồi ở dưới đảnh lễ người, một vị tỳ kheo ni, một thánh ni, và thánh ni đó đó lại là người vợ cũ của mình, thì thưa quý vị, đối với xã hội Ấn Độ, hình ảnh đó là một cuộc cách mạng, nói là một cuộc cách mạng lớn, một sự thay đổi lớn lắm. Chúng tôi nhớ các quốc gia Phật giáo đó, có rất nhiều trường hợp mà đối với người Việt Nam rất là phản cảm. Thí dụ như một người con đi tu mặc y lên rồi cha mẹ đến đảnh lễ, hay là một người vợ xuất gia rồi người chồng đảnh lễ, dù người chồng có địa vị, dù cha mẹ là người cao trọng bậc cha mẹ, thì người Việt Nam chúng ta thì kỵ điều đó. Và ngay cả thưa vì trong cái văn hóa của chúng ta đó, bây giờ chúng tôi làm việc thì chúng tôi để ý thấy rằng những nam cư sĩ rất ít khi đảnh lễ các vị ni, nhiều lắm là chắp tay xá như là xã giao thôi. Nhưng mà trong xã hội Phật giáo, cùng Phật giáo được thấm nhuần á, thì người ta không có xem những cái nấc thang giá trị của giới tính, của cái quan hệ gia đình trước kia mà là điều quan trọng, mà quan trọng là sự tu tập, quan trọng là giới đức, quan trọng là giới phẩm. Chúng tôi nhớ là hồi mà chúng tôi mới vào chùa ta về quê đó, gặp lại ông ngoại của chúng tôi thì lúc đó tu huynh Bắc Tông, và ông ngoại chúng tôi rất là chống đối chuyện mà chúng tôi đi tu. Ông ngoại chúng tôi kêu lên, tại vì chúng tôi đi tu là tu với sư trưởng ở trong gia đình đó là cậu của chúng tôi, cậu ruột, là em của mẹ. Và ông ngoại tức là thân phụ của sư trưởng đó, thì ông ngoại mới nói chúng tôi một câu mà chúng tôi cả đời cũng nhớ hoài. Nó cái đạo của thằng cậu mày đó là cha mẹ lại con, còn cái đạo của tao là con lại cha mẹ. Thì lúc mà chúng tôi nghe thì biết là ông ngoại không ưa, ông ngoại nói vậy thôi, nhưng mà nó là một câu nói rất là khôi hài, rất là vui. Người đạo cha mẹ lại con lại cha mẹ. Còn bây giờ thì chúng ta lại có một hình ảnh khác đặc biệt rất là thú vị trong bài học ngày hôm nay, nói về một vị cư sĩ cũng xuất thân từ cùng cấp cùng đích,
đó là Kuchitara. Kuchitara, thưa quý vị, có thể nói là một thị nữ linh gù. Là do cái nghiệp quá khứ nên cô bị gù linh và được đưa vào trong cung để phục vụ cho hoàng hậu Samavati. Công việc thường mà hoàng hậu Samavati giao cho vị thị nữ này là đi mua hoa về để trang trí ở trong hoàng cung. Đây là cái tẩm cung của hoàng hậu nên bông hoa được thay đổi hàng ngày. Kuchitara rất là khéo tay, khéo lắm, nên đi mua hoa đó về trang trí đẹp, nhưng mà không tốn nhiều hoa. Có nghĩa là đưa 4 đồng thì chỉ cần mua 2 đồng tiền hoa, còn giữ là 2 đồng riêng cho mình xài làm cố. Và mỗi ngày như vậy đều kiếm một số tiền không nhỏ, tức là giống như hưởng hoa hồng 50% vậy. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng tôi hỏi quý Phật tử là quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, rồi có một ngày do cái duyên đưa đẩy tình cờ, Kuchitara lại đến chùa nghe được Đức Thế Tôn thuyết pháp. Tức là khi đi ra bên ngoài làm việc mua bông hoa rồi lại đến nghe pháp, thì nghe pháp thì lại chính quả Tu Đà Huân. Một cái vị thánh Tu Đà Huân đó thì có một điều rất là đặc biệt là không bao giờ phạm ngũ giới, tức là trong đó có lấy của không cho. Và vị thánh Tu Đà Huân cũng có điều đặc biệt là không có những hành vi khuất lắm, tức là không bao giờ có những cái điều bất hảo mà che giấu. Do đó hôm đó là ngày đầu tiên Kuchitara trở về hoàng cung với bông hoa nhiều gấp đôi mỗi khi, và cô lặng lẽ trang trí ở trong cái cung của hoàng hậu Samavati. Và hôm nay Samavati thấy bông hoa hôm nay nhiều gấp đôi mỗi ngày, ngạc nhiên hỏi Kuchitara, sao hôm nay bông hoa nhiều như vậy? Thì Kuchitara đã trình với hoàng hậu rằng thật ra thì tiền hoàng hậu đưa vẫn như vậy, bông hoa thì cái giá bán cũng như vậy, và hôm nay cũng có gì đặc biệt trong hoàng cung. Nhưng mà hôm nay khác hơn mỗi ngày là ngày khi em đi ra ngoài để mua bông hoa thì ăn bớt đi phân nửa, chỉ lấy phân nửa số tiền mua bông hoa về thôi, tại vì hoàng hậu không biết. Và khi hoàng hậu Samavati nghe Kuchitara vừa kể vừa giải thích thú tội như vậy đó, thì thay vì nổi giận lôi đình thì hoàng hậu Samavati lại rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao em lại thay đổi như vậy, cái gì đã khiến cho em thay đổi từ một người mà đã ăn chặn, đã kiếm được tiền nhờ sáng bớt tiền mua bông hoa, mà lại hôm nay có thể thẳng thắn để thay đổi mà đã nói lên tất cả những cái sai lầm của mình. Thì Kuchitara đã nói hoàng hậu rằng nó cũng phải là chuyện gì khác, chỉ có điều là đã được gặp Phật, đã được nghe pháp và lãnh hội được lời Phật dạy, nên từ nay trở đi thì Kuchitara sẽ không còn có những cái việc làm mà sai quấy, như là phạm ngũ giới, như là đã làm trước kia nữa. Thưa quý vị, đó là một hình ảnh rất đẹp. Hình ảnh của hai con người, một tỳ nữ, từ cái sự nghe pháp mà không còn làm điều lầm lỗi, và đã nói thật, nói rõ
mà có thể là nói thật nói rõ có thể bị kết tội, có thể bị đuổi ra khỏi hoàng cung và thậm chí có thể rơi đầu được. Nhưng mà lại hình ảnh một rất đẹp của một vị hoàng hậu. Khi mà nghe câu chuyện đó, không nổi giận lôi đình là tại vì mình đã bị ăn chặn ăn bớt, mà đã đặt lên một câu hỏi là cái gì làm cho con người đó thay đổi. Tại vì hoàng hậu sao má quá tí thấy sự thay đổi đến nhiệm một lần. Và khi mà nghe Kuchitara nói về Đức Phật, nói về lời dạy của Đức Phật, chúng ta không biết rằng khi mà nghe lại đó thì hoàng hậu Samavati lại cũng chứng quả tu đạo Phật. Và bây giờ đó thì hoàng hậu lại cậy nhờ Kuchitara làm một việc khác là cũng rất muốn nghe pháp, rất muốn gặp Đức Phật. Nhưng mà vì là hoàng hậu của vua Udena đó thì chỉ sống ở trong hoàng cung thôi, chứ không có tiện ra bên ngoài và dẫn theo các cung nữ đi đó đi đây. Thành ra hoàng hậu Sambhavati đã nhờ Kuchitara làm một việc thay cho mình, là mỗi ngày thay vì đi bông bông hoa trang trí đó, hãy đến chùa Kotarama để đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp, và những nghe pháp xong mình trở về để thuật lại cho hoàng hậu và những cung phi, cung thần, cung nữ trong cung cùng được nghe. Và hình ảnh này là một hình ảnh rất là đẹp, thưa quý vị. Kuchitara mỗi ngày đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ nghe pháp, rồi trở về. Không phải chỉ ngồi trên ghế hay ngồi ở trước mặt hoàng hậu để mà lặp lại, mà hoàng hậu là một cái chỗ ngồi rất là đặc biệt, mà chúng ta gọi là pháp tòa. Một pháp tòa tức là một cái ghế cao như một cái ngai, và đã mời nữ tỳ này lên trên đó, và bà đã đối xử cung kính như một người con gái đối với mẹ. Và tất cả mọi người, từ hoàng hậu, phi tần cho đến các cung nhân ở trong hoàng cung, ngồi ở dưới thấp, ở dưới sàn đó, để lắng tâm nghe những pháp, những cái Phật ngôn, nghe những cái pháp thoại mà Kuchitara đã nghe được lặp lại. Họ nghe một cách cung kính, và chỉ trong một thời gian ngắn thì tất cả những 500 tỳ nữ của hoàng hậu Samavati đều chứng sơ quả. Thì thưa quý vị, ngày nay đó, nếu quý vị về các quốc gia Phật giáo Nam Tông, mà quý vị nào đi đến các chùa thì thường thấy có một thứ rất là đặc biệt, đó là cái pháp tòa, hay là pháp tòa, từ cái pháp tòa, nhưng mà đúng là pháp tòa chứ không phải pháp tòa. Thì pháp tòa đó là một chiếc ghế thật cao, và mỗi lần bị pháp sư thuyết pháp đó, thì bước lên chiếc ghế ngồi trên đó để mà thuyết pháp, vừa là trên cao cho thính chúng cùng được thấy được nghe, mà vừa đó là sự tôn kính đối với giáo pháp. Và pháp tòa đã trở thành một cái pháp cụ, một cái pháp khí đặc trưng của các ngôi chùa Nam Tông. Và câu chuyện đó nó bắt nguồn từ câu chuyện của nữ tỳ Kuchitara. Ở trong câu chuyện này, thưa quý vị, còn có thêm một chi tiết khác. Mà lẽ ra có 4 bài kinh mà chúng tôi trích đối với Kuchitara, nhưng mà chúng tôi không làm vậy. Mà hôm nay là một ngoại lệ. Chúng tôi đã chọn một cái lời tựa ở trong một cái bản dịch kinh gọi là Phật Thuyết Như Vậy, có cái nguyên bản Pali là Ý Thuyết Bút Tạc Cá ở trong tiểu bộ. Bản kinh này cũng do Hòa Thượng Minh Châu dịch, và Hòa Thượng đã viết cái lời tựa. Ở trong đó có nhắc về tác giả của quyển sách này, không ai khác hơn là nữ tỳ Kuchitara. Kuchitara đã lặp lại lời Đức Phật dạy trong một cái văn phong rất là cô động, mà được hoàng hậu Samavati, được những người ở trong cung nghe học thuộc lòng và phổ biến lan truyền. Thậm chí Đa Văn Như Tục Gia Nanda cũng thích thú để lắng nghe và để ghi nhớ lại tất cả, và đã trung tuyên lại trở thành một tác phẩm nằm ở trong tam tạng kinh điển cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng Kuchitara để lại cho chúng ta hình ảnh cái pháp tòa. Pháp tòa mà pháp tòa đó được tìm thấy các chùa. Kuchitara đã có mặt ở trong tam tạng kinh điển với một tác phẩm rất riêng của mình. Mà thật sự Ý Thức Tất Cá là một tác phẩm rất là dễ đọc, thưa quý vị. Cái văn phong rất là khác với cái lời thuật của Tôn Giả Ananda, thuật rất gọn, rất cô độc,
nhưng mà lại cho chúng ta nhiều cái chi tiết rất là lợi lạc. Thì đây, một lần nữa chúng ta nói rằng chánh pháp là chánh pháp. Mà khi chánh pháp được tuyên lưu thì nó giống như một phương lương dược được chuyển từ tay người này sang người khác. Cái phương lương dược đó nó không phải là đến tay một cái người, từ một cái người giàu có hay người nghèo, nam hay nữ, mà nó đã là lương dược thì nó có cái công năng trị bệnh giống nhau thôi. Chánh pháp của bạn, chánh pháp ở đây không được nói lại bởi một người đàn ông, bởi một người trí thức, bởi một người ở địa vị cao, và bởi một người phụ nữ. Người phụ nữ đó ngoại hình rất xấu, lưng khồm, lưng gù. Người phụ nữ đó lại là một người tỳ nữ ở trong hoàng cung. Một người phụ nữ đó vốn có cái quá khứ là ăn sáng bớt tiền đã được giao cho mình đi mua hoa. Thế nhưng những lời người phụ nữ đó lặp lại đã khai tâm, đã chuyển hóa hàng 500 người ở trong hoàng cung. Con số 500 là con số tượng trưng cho chúng mình, nhưng có thể nói rất nhiều người, đã đưa những người sống trong hoàng cung từ cái phàm tâm trở thành một vị chứng thánh quả, và để cho chúng ta những trang kinh rất đẹp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điểm rất là thú vị. Nếu chúng ta chịu đọc, chịu mở lòng và đọc thật kỹ, đọc bằng sự lắng tâm, sẽ cho chúng ta trở về với một thời đại hoàng kim của chánh pháp. Khi mà chánh pháp được trân trọng, khi mà chánh pháp được hiển bày, khi mà chánh pháp được đón nhận một cách rất là tôn kính, nó vượt qua khỏi tất cả những cái định lệ thường thức, vượt qua tất cả những cái rào cản của xã hội, vượt qua tất cả những cái quan điểm thường tình, thì chúng ta sẽ thấy ở đó có những điều rất đẹp. Và không chừng những hình ảnh đẹp đó nó cũng cho chúng ta những cái giá trị trong cuộc sống ngày hôm nay. Ở đây thưa quý vị, chúng ta thường buồn nản, chúng ta thường cảm thấy vô vọng, chúng ta thường cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, bởi vì chúng ta nghĩ rằng đời sống của mình, lợi tức có giới hạn, chỗ ở có giới hạn, hoàn cảnh sống có giới hạn. Ngay cả chúng tôi thấy rằng có nhiều vị tu sĩ sống ở trong chùa mà vẫn cảm thấy ngôi chùa nó là một cái nơi giam cầm của mình. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên một điều rằng, nếu chúng ta tìm được cái chất liệu của chánh pháp thì không phải từ trong trang kinh mà từ trong hơi thở, từ những lời dạy xa xưa, chứ không phải là cái gì gọi là công nghệ hiện đại hôm nay, mà chúng ta tìm thấy những viên ngọc. Những viên ngọc rất là giá trị, những viên ngọc rất là cao quý, giá. Và những viên ngọc này nó đã tỏa sáng trong tâm tư của con người, không phải trong một thế hệ mà trong nhiều thế hệ, không phải trong một cảnh giới mà nhiều cảnh giới. Và có thể nói rằng cái ánh sáng của chánh pháp, cái giá trị của chánh pháp mà có hiển lộ hay không, không phải chỉ có nhân duyên, mà nó còn do cái khả năng biết lắng nghe, biết suy tư và biết lãnh hội. Thì thưa quý vị, đó là một vài điều chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi chọn ba cái giai thoại ngắn thôi, ba bài kinh ngắn chứ không dài. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ bước qua phần thảo luận đối với chư tăng. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi xem coi ở trong lớp có chư vị giảng sư nào. Thường tọa chư tọa từ siêu nhà Sa Thú, và kính cung thỉnh thư tọa từ siêu giảng phần kế tiếp. Kính cung thỉnh thư tọa. Nam mô Bụt Thầy. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đắn đưa câu thảo luận. Chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị dừng bài giảng hôm nay của Thượng Tọa Giác Đẳng. Qua ba cái câu chuyện mà chúng ta được kia hôm nay, một câu chuyện nói về nàng thiếu nữ thuộc giai cấp cùng đinh là nàng Pulika.
nàng đã đến quả tu đường quần. Sau khi Đức Phật Ngài thuyết một bài pháp kinh Sư Tử Học, thì khi mà đi đến cái chỗ để lấy nước thì nàng Monica gặp một người Bà La Môn, họ đang tắm ở dưới cái hồ. Khi đó nàng Monica hỏi tắm để làm gì, thì người ta nói là tắm để rửa sạch cái tội lỗi. Thì với cái tri kiến của một vị tu đà vườn đã loại bỏ được thân kiến và nghi di cấm thủ, và có lòng tin tuyệt đối nơi tâm bảo, thì nàng đã khẳng khái trình bày cho người ta nghe qua những cái bài kệ, và đã nói lên con người trong sạch thanh tịnh là do nhờ giữ giới, chứ không phải là do tắm nước vân vân. Hỡi này Bà La Môn, người sợ hãi vì ai? Luôn luôn sử dụng nước, tay chân run cầm cập, nhưng phải chịu cảm thọ rét lạnh quá độ vậy. Thì vị Bà La Môn mới nói rằng: Và nàng có biết không, hỡi này Monica, sao nàng lại đến hỏi? Vị đã chẳng đứng lại các ác nghiệp bất thiện, vẻ già hay trẻ làm các nghiệp ác độc, người ấy nhờ rảy nước được giải thoát ác nghiệp. Thì nàng Bunika mặc dù đang ở một cái địa vị, một cái giai cấp thấp trong xã hội, nhưng mà nàng với một cái trí tuệ của bậc thánh sơ quả, cho nên nàng không lấy đó để làm run sợ cái người ở giai cấp Bà La Môn, mới nói rằng: ai nói với ngươi vậy? Kẻ ngu với kẻ ngu, người tin nhờ rảy nước được giải thoát ác nghiệp. Rồi nàng mới dẫn chứng rằng là tất cả những ở chùa sẽ được lên cõi trời cùng các rắn cá sấu với các thủy như vậy. Tức là ý là nói trong bài kệ này, nếu mà ở dưới nước mà rửa tội được đó, mà thanh tịnh được đó, thì cái loài cá ếch, cá sấu và các loài thủy tộc khác, họ cũng được sanh về cõi trời, nói chúng ta cũng được sanh về cõi trời hết rồi. Kẻ giết bò giết heo, kẻ đánh cá sanh thú, kẻ cướp giết người hay các người làm ác khác, họ nhờ có đẩy nước có thể thoát ác nghiệp. Thì nàng đã giải thích nhiều về cái ý nghĩa đó, thì vị Bà La Môn đó đã nói: ta đi theo tà đạo, nàng hướng ta thánh đạo. Thưa nàng, ta cho nàng cái áo thấm nước này. Nàng đáp rằng:
Ngươi giữ cái áo lại, ta không muốn áo ấy. Nếu người sợ đau khổ, nếu người không thích khổ, chớ làm các điều ác, công khai hay kín đáo. Nếu người làm sẽ làm các điều ác nghiệp, ngươi không thoát khổ đau. Ngươi dù thấy đến ngươi chạy, nếu ngươi sợ đau khổ, không ưa thích đau khổ, hãy quy đến quy y Phật, quy pháp và tăng, hãy chấp nhận giới học, ngươi sẽ được lợi ích. Thì nè, thì ông Bà La Môn mới trả lời rằng: ta đến quy Phật, quy pháp và tăng, ta chấp nhận giới luật, ta sẽ được lợi ích. Trước ta là bà con với dòng họ Phạm Thiên, nay ta là Phạm Chí, chân thật là như vậy. Ta chứng ngộ ba minh, đầy đủ trí vị đà, an ổn đến nơi ta, tâm tư được gục sạch. Vì Bà La Môn này quy y và thọ năm giới, vì sao được nghe Đức Phật thuyết pháp, trở thành một tiểu nam và xuất gia, nhờ tinh tấn tu tập không bao lâu chứng được ba minh. Và nghĩ đến quá trình, đến quả chứng của mình nói lên cái bài kệ này, nói lên bài kệ này. Thì nàng Bunami cũng được cái sự cho phép của ông chủ, nàng được xuất gia, được thoát ly khỏi giới nô lệ và xuất gia, trở thành tỳ kheo ni, và sau triển khai thiện quán, nàng cũng chứng quả là hán. Chỉ một cái câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy được cái giá trị của chánh pháp. Và đã gọi là chánh pháp thì ở đây có một điều rất là đặc biệt, rất thú vị. Cái gì là chánh pháp? Là chân lý, là con đường thật sự đưa đến giác ngộ, đưa đến giải thoát. Thì pháp ấy được Đức Phật thuyết, hoặc là các đệ tử của Đức Phật thuyết, cũng đều có cái giá trị giải thoát. Đây là cái hiệu năng của chánh pháp. Nàng Bunami dùng chánh pháp để giải thích cho ông Bà La Môn chấp trì tịnh thủy nghe. Thì Bà La Môn đã hiểu và đã quy tam bảo, trở thành một thiện nam, sau đó xuất gia và chứng ở A La Hán. Đó là một điều kỳ diệu. Sở dĩ mà ngày nay đó, trong cái thời kỳ hiện tại, chúng sanh chúng ta dầu cho đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng, dầu chúng ta đã học Phật pháp lâu rồi, mấy mươi năm, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có tỏ ngộ được cái con đường giải thoát, là bởi vì cái mà chúng ta nghe, chúng ta học và chúng ta thực hành, nó không hoàn toàn đúng với chánh pháp. Chính vì vậy mà chúng ta không có đạt được, không có nếm được cái hương vị giải thoát. Rõ ràng ở đây, một nữ đệ tử của Đức Phật, sau khi chứng đạt quả dự lương, lời nói của vị đó là chánh pháp, và người nghe được cái lời nói đó hiểu và không chấp, không cố chấp định kiến, thì người đó cũng sẽ lãnh hội được chánh pháp. Chúng ta thấy cái hiệu năng của chánh pháp tuyệt vời. Và do vậy,
Bây giờ mỗi một người Phật tử chúng ta phải có một cái khuynh hướng. Trước nhất là chúng ta phải có, phải biết chấp nhận sự thật. Với cái niềm tin và trí tư của mình, khi nghe pháp chúng ta cần phải nhận định, phải nhận xét cái ý nghĩa của pháp đó. Nhưng mà nếu như Phật tử chúng ta chỉ là nghe cho có nghe, rồi nghe pháp dầu cho hiểu hay không hiểu cũng xả thú hết, xin nói quý vị đừng có buồn. Khi mà chúng ta cứ làm như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có cái sự tiến bộ. Một vị tu đồ quần chẳng những nói cho người khác nghe cái lời nói đó là chánh pháp, mà khi nghe người khác nói nếu là phi pháp thì vị đó sẽ nhận ra ngay. Như là ông Thiện Nam Su Rá mà chúng tôi cũng thường nhắc, khi ông ta chứng quả tu đà quần rồi, và Đức Phật ngài sau bữa ăn đó ngài trở về, thì lúc đó ác ma hiện ra hóa thân thành một vị Phật cũng có đầy đủ thảo tướng, nói với ông ta rằng khi sáng Như Lai thuyết là vô thường khổ đau vô ngã, nhưng mà thật ra thì cũng có những pháp nó là thường, là lạc, là ngã. Nghe như vậy đó thì Thiện Nam Su Rá này dù đứng trước mặt là hình ảnh của một vị Phật, nhưng mà vị đó đã chứng ngộ pháp thì nghe nói như vậy là biết người mà nói sai pháp không phải là Đức Phật, là phủ nhận liền, cho nên ác ma phải biến mất. Và cũng vì cái điểm này mà ở đây người Phật tử chúng ta, dầu cho chúng ta có quy y Tam Bảo lâu năm, hay chúng ta là học trò, là đệ tử của những vị trưởng lão, thiền sư hay là pháp sư nổi tiếng, chúng ta ở trong một cái Phật, cái truyền thống của Phật giáo Pali, Phật giáo Nam truyền, vân vân. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ chúng ta vỗ ngực tự hào mình là chánh pháp. Nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hiểu không tới, và chúng ta chưa có một cái sự nhận thức rõ ràng, chưa có niềm tin vững chắc, thì như vậy chúng ta cũng chưa phải là người đi theo chánh pháp. Hành động theo chánh pháp, nói năng theo chánh pháp và suy nghĩ theo chánh pháp chúng ta chưa đâu thưa quý vị. Cho nên mỗi ngày chúng ta được học những cái câu chuyện, những cái giai thoại các vị đệ tử của Đức Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, thánh cư sĩ, mà đã có được cái niềm tin nơi Phật pháp như thế nào, đã ứng xử trong cuộc sống như thế nào, đó cũng là cái tấm gương để chúng ta thấy đó, chúng ta noi theo, chúng ta cố gắng làm sao cho nó đúng nghĩa cái danh từ Upasaka, cận sự nam, cận sự nữ, chứ không phải bằng cái danh xưng là cận sự nam, cận sự nữ như vậy là đã là danh môn chánh phái. Không phải, chính do cái tri kiến của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta đối với Phật pháp tăng. Có lẽ là giờ này chúng ta đã có được những cái câu thảo luận, nên xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại cẩm nhất để điều hợp. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú thế kinh, thưa tổ thưa sư. Bạch sư huynh hoan hỷ, nhưng sư huynh đang ở trước bái đó. Sư huynh có thể giải thích cho quý Phật tử biết thêm một chút về cái giá trị của lòng cung kính đối với Pháp không? Tại vì chúng ta trong những câu chuyện hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng cái lòng cung kính đối với Pháp nó rất là rõ ràng. Thời Đức Phật còn tại thế và cả các quốc gia Phật giáo. Và có nhiều người nghĩ rằng cái chuyện đó nó có vẻ câu nệ về nghi lễ. Nhưng mà làm sao chúng ta phân biệt được sự câu nệ về nghi lễ và cái sự cung kính đối với chánh Pháp? Và cung kính như thế nào gọi là hợp tình, hợp lý, hợp đạo? Xin kính thỉnh sư huynh Hoa Thị trả lời giải thêm một chút về điểm này. Nam Mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Khi mà chúng ta nói đến cái sự cung kính chánh Pháp thì chúng ta cần phải biết được một vài khía cạnh, một vài điểm. Thứ nhất là cung kính chánh Pháp là chúng ta phải thật sự là người lãnh hội được Pháp, nếm được cái hương vị ngọt ngào của chánh Pháp. Vì nếu mà chúng ta không nếm được cái hương vị ngọt ngào của chánh Pháp bằng cách là ứng dụng chánh Pháp vào trong cuộc sống của mình, dầu cho chúng ta có thốt ra những cái lời tán thán về chánh Pháp, cái đó cũng chưa thật sự gọi là cung kính giáo Pháp. Cái điểm thứ hai nữa thưa quý vị, một người thật sự cung kính chánh Pháp là người đó sẽ không có sự dễ vui trong cái thân hành, khẩu hành, ý hành. Cái gì mà nó đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ không làm. Không làm ở đây vì cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, vì cái lòng tôn kính đối với Pháp và cái lòng tôn kính đối với tăng chúng. Như vậy mới gọi là tôn kính giáo Pháp thật sự. Và cái điều thứ ba đó là một người tôn kính giáo Pháp là người đó sẽ suy nghĩ và tìm cách làm sao để chánh Pháp được tồn tại, được duy trì, và chánh Pháp như là mưa rào tưới khắp trên mặt đất. Cũng vậy, khi một người có cái sự cung kính chánh Pháp là người đó nghĩ đến cái chuyện là mỗi khi nói chuyện với người khác mình luôn luôn mong mỏi cho người khác cũng hiểu được Phật Pháp. Cho nên mình nói chuyện, mình đem cái lời chánh Pháp ra mà mình nói, chứ không phải là nói đùa, nói chơi. Nhất là không nên đem kinh điển ra để mà khôi hài. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải cẩn trọng điều đó.
Chúng tôi có nghe nói một cái vị sư mà chúng tôi không có giấu tên, ấy chúng tôi không có nói tên, mà sư hải ngoại thưa quý vị, chứ ở trong nước không dám nói kiểu đó đâu. Khi mà ở trong một cái cuộc lễ và có tổ chức văn nghệ v.v. thì Phật tử gặp mới hỏi các vị sư có nghe nhạc được không, nghe ca hát được không, thì vị đó mới nói rằng vị sư là đệ tử của Đức Phật Thích Ca cho nên rất thích ca hát. Cái đó thưa quý vị, nói như thế đó thật sự là một cái sự dễ vui mà bất kể đối với chánh pháp. Cho nên khi mà chúng ta thật sự là cái người có cái sự cung kính giáo pháp, cung kính giáo pháp, là chúng ta nói ra thì phải nói một cách nghiêm túc và chỉ nói thật đúng đắn để cho người khác, truyền đạt cho người khác nghe cái ý nghĩa của Phật ngôn. Ngõ hầu duy trì được chánh pháp thì như vậy mới gọi là cung kính giáo pháp. Như vậy ba điểm đó thì người Phật tử chúng ta phải chú ý rồi. Còn về vấn đề hình thức, ở đây chúng tôi không muốn nói rằng là chúng ta bỏ qua những cái nghi lễ. Thí dụ như khi mà chúng ta nghe pháp, nghe vị tỳ kheo nói pháp, thì người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng mình nghe pháp trong khi vị tỳ kheo đó đầu trần, thì mình là người Phật tử nghe pháp không nên trùm đầu bằng khăn hay đậu nón. Trong luật Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo nơi không nên nói pháp đến người vô bệnh mà mang dép, mang dài, hay là ngồi ở trên xe, vị tỳ kheo thì ngồi dưới đất, hoặc là đi bộ dưới đất, đi chân không. Thì chúng ta biết như vậy, cho nên trong những lúc mà chúng ta phải ngồi trên xe hay là chúng ta đang mang dép guốc thì lúc đó chúng ta không nên hỏi pháp để tỏ lòng tôn kính pháp. Đó là những cái hình thức mà chúng ta thực hiện, không phải là một sự câu nệ, không phải là một sự câu nệ. Rồi trước pháp á, chúng ta theo cái nghi thức bắt chước Đại Phạm Thiên Sampati cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp, mở cửa bất tử cho chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta lấy cái nghi thức đó để làm lễ cung thỉnh pháp sư. Cái này cũng là cái nghi thức cung kính chánh pháp, cung kính giáo pháp, cung kính pháp, chúng ta không thể bỏ qua được. Những cái hình thức, thí dụ như người Phật tử chúng ta biết cái quyển kinh đó là ghi chép cái Phật ngôn, lời dạy Đức Phật, chúng ta nghĩ đến Phật ngôn được ghi chép ở trong cái quyển sách này là cao quý, cho nên chúng ta phải để ở một nơi trang trọng, chúng ta để đặt ở trong tủ hoặc ở trên bàn một cách kính cẩn, nghiêm trang. Chúng ta không nên dục bừa bãi ở trên giường chiếu hay trên ghế ngồi. Tất cả những cái nghi thức đó nó đều đẹp hết quý vị. Mặc dù
chúng ta phải luôn luôn nhớ thật sự cung kính chánh pháp là theo ba điều mà chúng tôi vừa trình bày khi nãy, chứ không phải là cái hình thức. Nhưng mà đã có ba điều kia rồi thì cái hình thức chúng ta có vẫn đẹp và nó hợp luật, thưa quý vị. Đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thượng tọa giáo quyền nêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa Thượng tọa Thiền sư, với những chia sẻ vừa rồi và tiếp theo, xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời một câu thảo luận. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta đọc lại những câu chuyện thời xưa đó, thì chúng ta thấy rằng thời Đức Phật còn tại thế có những cái thay đổi lớn trong cái nhìn của xã hội khi mà dân chúng, những người dân thời bấy giờ họ đến với Phật pháp. Thí dụ như người đàn ông có thể đảnh lễ một người đàn bà, hay là một người giai cấp cao có thể đảnh lễ giai cấp thấp. Thì dĩ nhiên có Đức Phật còn tại thế, dĩ nhiên là có chánh pháp, nên chúng ta thường thấy hình ảnh như vậy. Và bằng cái kinh nghiệm trong cái việc tu học của Phật pháp, thì thượng tọa có thấy rằng những điều này còn là những trở ngại ở trong cái thế giới ngày hôm nay không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mại giả, Nam mô Sang Khai giả. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Tri, Đức Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào lưu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Ở đây thì theo con nghĩ đó, thời Đức Phật thì mình đọc qua các cái câu chuyện đó, mình thấy rằng ở xã hội thời bấy giờ thì đã có nhiều cái chủ trương tư tưởng tôn giáo về khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà rồi đó thì khi mà cái sự xuất hiện của Đức Phật đó, thì con nghĩ rằng bởi vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, cái quy lực của Ngài rất là lớn. Yeah. Từ cái việc mà Ngài thành đạo rồi đến khi mà Ngài ra giáo hóa độ đời thì đã để lại những cái sự khác biệt theo cái truyền thống của Ấn Độ về cái nhìn, về đời sống đạo đức, đời sống của tâm linh đối với lại cái đường mà giác ngộ và hoằng pháp của Đức Phật. Cho nên rằng là những người đệ tử của Đức Phật thì người ta rất là quý kính đối với Đức Phật và Chư Tăng. Mặc dù là cái nhìn cái thời đó thì chúng ta biết rằng phân biệt nhiều lắm. Đặc biệt vai trò của một người phụ nữ đối với xã hội Ấn Độ thì nhìn rất là bình thường, người ta không có cái sự tôn trọng. Nhưng mà đã khi mà Đức Phật này giác ngộ thành Phật rồi đó, qua những cái câu chuyện mà mình đọc về thinh văn ký sự, để rồi mình biết các vị thánh tăng cũng như là các cái vị thánh ni đó, ở đó là cái việc mà một vị thánh đã chứng thành tựu
Thì cái việc mà mỗi người không bất luận lúc đó là người ta không có đối với cái người ta không người người ta nhìn về cái sự cái giáo lý, cái giác ngộ, cái sự thấm thiện của các bậc thánh, cái sự tu chứng của các bậc thánh, cho nên người ta cũng không còn có cái chuyện mà mình nói là phân biệt giữa giới tính, rồi giữa giai cấp, giữa cái này, phân biệt giữa cái nhìn qua cái lăng kính này hoặc là lăng kính kia. Thì vì vậy cho nên con thấy là cái điều đó tức là người ta quý trọng. Giống như ngày nay đó, thì ở xã hội đó, cũng như ở ấy, có một số người làm công tác từ thiện, công tác xã hội rất là nhiều, thì người ta lấy cái chuẩn mực của một người làm cái công việc từ thiện, việc mà an ban rồi cái thế để giúp đỡ độ người là một cái công việc tốt, công việc tốt. Còn người ta ít có quan tâm đến cái việc mà trao dồi nội tâm, tu tập, tu chứng. Cái điều đó nó rất là trầm lặng ở trong cái nội tại của chính mỗi người, chứ người ta cũng không có chú trọng đến những điều đó. Và do đó đó thì cái việc đó đó nó lan tỏa ở mức độ nào không biết, nhưng mà cái việc mà một người mà làm từ thiện là lấy cái chuẩn mực đó để làm một cái việc tốt đó, chúng tôi nghĩ là cái việc thiện nó là một việc tốt, nhưng mà cho rằng cái đó là cái rốt ráo chỉ có cái đó là cái tốt hết đó. Thì đó, riêng mỗi cá nhân cũng không biết là cái người đó tu tập như thế nào. Cho nên đó, với cái thời gian, với cái nhìn của xã hội, với thời gian, rồi nhiều khi một người do ảnh hưởng của truyền thống văn hóa, rồi do tập quán của địa phương, rồi do cái nhìn cá nhân của mỗi người, người ta có thể đưa vào cái nhìn của mình, nhìn bằng cái cặp mắt giai cấp, xuất thân từ như thế này thế nọ, giàu sang, địa vị hay là không địa vị thấp kém, rồi giới tính nam hoặc là giới tính nữ vân vân. Thì khi mà người ta đưa vào cái đó rồi đó, người ta nhìn bằng cái cặp mắt như vậy đó, thì rõ ràng là người ta không thấu suốt hết tất cả những cái gì sự chứng đạt. Mà điều này thì con nghĩ rằng là mặc dù những nữ giới hay là giai cấp, thì như mình đọc lại những cái cuộc đời của các bậc thánh đó, thì trong đó có các ngài từ giai cấp thấp cho đến giai cấp trung lưu ở xã hội, rồi từ ở một cái giới tính này hoặc giới tính kia đó, nam hoặc là nữ đó, thì đối với cái nhìn của trong Phật pháp thì con nghĩ rằng đạo Phật không, Đức Phật trong cái cốt lõi của đạo Phật không phân nói rằng cái đó là cái cao cái thấp qua cái nhìn của giới tính hay là cái nhìn của giai cấp. Bởi vì ngay cả Đức Phật cũng xác định được đối với những người nữ đó thì họ cũng có thể thành bậc thánh, nhưng mà có những cái sự hạn chế nhất định đối với một người nữ, thì điều đó mình cũng nhìn nhận, cũng thấy rõ rồi là không phải là những người có giai cấp cao sang hay là giai cấp này giai cấp kia cao sang thì người đó thành tựu quả thánh được. Những người ở giai cấp theo xã hội Ấn Độ, người ta nghĩ rằng ở giai cấp thấp thì cái người đó không thể thành đạo được, không có thể giác ngộ được. Thì con nghĩ là nếu mà mình nhìn thuần nhất về cái con đường giác ngộ của đạo Phật hay là cốt lõi của đạo Phật qua cái sự tu chứng được thể hiện qua cái ngôn phong hay là cái cốt cách của một cái người thành tựu, một cái người thành tựu, thì ở đó con nghĩ rằng nó mang lại cái lợi ích rất là nhiều. Và nếu như mà mình còn nhìn vào cái gì đó qua cái lăng kính gì đó, thì rõ ràng ngay cả cái nhìn nhận cá nhân của mình hay qua tập quán xã hội, văn hóa xã hội, rồi từ ở cái việc này hoặc việc nọ đó, thì con nghĩ rằng nó không có nhìn rốt ra được cái tính cốt lõi ở trong đạo Phật. Và ở trong đạo Phật
Thì như Đức Phật đã nói ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật ngài nói rằng cái người cao thượng không phải là do sanh trưởng, sanh trưởng trong một dòng họ hay là một giai cấp hay là như thế này thế nọ, mà cao thượng hay không cao thượng đó, là do hành động của một người. Mà hành động ở đây mình hiểu rằng cái sự thành tựu của một bậc thánh đó, qua ý nghiệp, qua cái thân nghiệp, qua cái khẩu nghiệp đó. Cho nên là cái đó đã nói lên cái sự tính thách thanh cao của một bậc thánh, chứ không phải là nói đến cái giai cấp như là Đức Phật đã, như là các cái xã hội Ấn Độ nhìn nhận cho rằng như vậy. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con tỉnh Thượng Tọa Bồ Tát Kim. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa Thu Kinh Cũng Trường Thượng Tọa Pháp Tân. Với câu thảo luận vừa rồi, Thượng Tọa Tư Quyền ơi, Thượng Tọa có ở trước máy không? Dạ, không thấy Thượng Tọa Tư Quyền. Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông... Dạ, Sư Nguyên Thông, ngày nay chúng ta thấy rằng giữa chùa chiền giữa chư tăng và chư tăng đó, thì chúng ta thường đặt nặng về vấn đề ở bên ngoài, về cái giá trị của chùa to, Phật lớn, chức vị vân vân. Thì chúng ta làm sao để thấy rằng chánh pháp đang hiển sinh, chánh pháp đang được trân trọng, chánh pháp có một giá trị giữa tất cả chúng ta? Chúng ta làm sao đây được như vậy? Và rõ ràng điều đó chúng ta tìm thấy qua những bài kinh, qua những gì mà đọc ở trong Tam Đại Kinh Điển. Xin hỏi ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lĩnh Sư Phụ góp ý cho các câu thảo luận mà Sư Phụ đã nói ra. Kính thưa Sư Phụ, cái mà cái chánh pháp á, thì nó nằm ở trong tâm của những người mà có trí tuệ, những người mà có tu hành và những người mà có cái tâm quyết tu hành để thoát khổ trần gian này. Chứ chánh pháp không phải nằm trong một cái thái độ của người nào hay là chùa chiền. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng những người mà có cái tâm mà tu học, mà thường xuyên vào nghe pháp, hay là thường xuyên đọc kinh, hay là thường xuyên đến chùa để lắng nghe pháp, thì khi nào mà chúng ta thấy Phật tử là tinh tấn tu hành ở nhiều nơi, ở trong một cái vùng nào hay một nước nào đó, thì chúng ta thấy là đối với cái tướng bên ngoài thì nó là như vậy. Nhưng mà thật sự thì phải nói rằng cái chánh pháp nó có thể hiển lộ hay là hiển lộ là ở trong tâm của tất cả những người mà tu hành. Còn nếu mà chúng ta giải đãi hay là chúng ta tu một cách là có thời gian thì tu, không thời gian thì không, thì cái đó là chúng ta không có tôn trọng giáo pháp hay tôn trọng chánh pháp. Cho nên là cái thái độ đó là không phải là thái độ đúng đắn. Mà ngược lại, thí dụ bây giờ mình nhìn trong cái room này thì mình thấy là hàng ngày thì đều có những gương mặt, có những vị tu sĩ, gương mặt của những vị Phật tử đều có đều đặn ở trong room. Thì chúng ta thấy rằng cái chánh pháp là thể hiện trong những vị đó, trong những cá nhân đó, là bởi vì họ thường xuyên hành trì, thường xuyên có mặt, thường xuyên lắng nghe pháp. Cho nên cái giá trị cao cả của chánh pháp là cái giá trị đó nó thể hiện trong tâm của người hành giả đó, và người hành giả đó hạnh phúc với cái sự hiểu biết của mình, và hạnh phúc giữ được giới, hạnh sống trong giáo pháp, bởi vì người đó đã thấy rằng mình là kính pháp trọng pháp, thì chính cái pháp đó nó hỗ trợ mình, và cái chính cái pháp mà mình đã kính trọng đó thì nằm trong tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc. Và kính thưa Sư Phụ, đó là những cái cảm nghĩ của những người mà con nghĩ rằng họ đã kính trọng pháp, và nhờ cái sự kính trọng pháp của họ, và họ thực hành pháp, và nhờ họ thực hành pháp như vậy họ cảm thấy hạnh phúc trong cái trần gian này. Kính thưa Sư Phụ, đó là những lời suy nghĩ của con. Con xin mời Sư Phụ trở ra mai để giảng dạy thêm những
câu hỏi câu thảo luận số 3 này mà con có lẽ là nói không đúng, không đủ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú kính trình sư Minh Thông. Thưa quý vị Phật tử, chúng ta mong rằng những hình ảnh cổ xưa, những giai thoại được tìm thấy trong kinh điển sẽ là cái nguồn cảm hứng, sẽ là một lời nhắc nhở, và đồng thời sẽ cho chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta còn có tam tạng kinh điển, là chúng ta có cả một kho tàng, một di sản mà được Phật để lại, mà tất cả những chúng ta, những đứa con của Ngài đều có quyền thừa hưởng, và chúng ta hãy cùng nhau thừa hưởng gia tài đó một cách lợi lạc cho mình và những người xung quanh mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chư chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với giáo trình Tứ Ưng Bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Tề Quyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cất bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Yang kincir kusalakaman kata bagi yang memakai nama zaman tadi dan suka tangkapan kita pasang itu hati kita serta pasang itu kapan punya pelang layar tapi pagi bawah tu teye tangkapan suli tangkin tang punya pelang macam kita tak jalan di dewa dan tuan di mega yung sape lo kami esa pagi wanta harane suka matunya pojokan sape lapan tu mamaji lapangi kong sin hoi hương phước lành hạ cám cầu bán chơi chung sanh rồi chừng để cha thầy Sampai jumpa.